Xin chào anh em đã trở lại với Hacom. Và hôm nay ở trên tay mình đây đó chính là một bộ PC 15 triệu mà hôm trước chúng mình lắp trên buổi livestream. Liệu rằng các bạn có thể đặt ra là có phải đây là bộ PC bị hỏng hay sao? Có phải bị vấn đề gì không? Câu trả lời là không nhé. Bởi vì bộ PC này vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà mình muốn nâng cấp nó lên một cái mainboard mới hơn. Ở trên là mainboard Asus TUF B560M Plus. Cái video này sẽ giúp cho anh em, để những anh em nào mà không thực sự cái build cái PC này mà muốn nâng cấp mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai cả. Một cái ý nghĩa sâu xa của cái video này nữa đó chính là mình rất là muốn để so sánh xem là liệu rằng với một cái CPU ở trong này là i3-10105F thì có cái sự khác biệt gì không khi mà mình thay đổi các chipset. Ở trong đây là Asus Prime H510E, còn đây là B560M Plus. Liệu rằng có sự khác biệt gì không về gọi là hiệu năng của CPU này, hiệu năng của card này, hiệu năng của RAM này, vân vân và vân vân. Chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Dạ vâng, để có thể nâng cấp hoặc thay thế mainboard, chúng ta sẽ cần những công cụ cơ bản sau đây. Thứ nhất đó chính là một cái tua vít, thứ hai sẽ là cồn, thứ ba là giấy lau cồn và thứ tư sẽ là keo tản nhiệt. Và để bắt đầu có thể gỡ được cái mainboard ra, chúng ta sẽ cần đó chính là bỏ tất cả các tấm ở trên cái vỏ khế này. Dạ vâng, sau khi gỡ hết tất cả xong, đặt tất cả mọi thứ vào đúng vị trí của nó thì hãy cùng đặt vỏ cây xuống để có thể dễ dàng gỡ main ra. Sau khi mà mình bỏ ra mainboard Asus Prime H510E ra thì mình sẽ thay bằng Asus TUF Gaming B560M Plus. Và theo như anh em biết thì đây là một bộ mainboard được rất là nhiều các reviewer tin cậy và rất là nhiều người tin dùng. Đơn giản tại vì là nó có một bộ VRM rất là tốt này, có những tính năng rất là hay. Ví dụ như là sẽ có tất cả các đèn Aura Sync này, chúng ta sẽ còn có cả PCIe 4.0 không chỉ ở SSD mà còn ở thanh PCIe 16X nữa. Và ngoài ra chúng ta sẽ còn có thêm rất là nhiều các cổng USB, chứ không chỉ có 4 cổng như là Asus Prime H510E vậy. Và đó lý do tại sao mà mình chọn cái mainboard này. Nó không chỉ đơn giản là có cái tính năng mà nó còn có cả ngoại hình rất là đẹp nữa. Bây giờ thì mình sẽ thay tất cả các lắp tất cả các CPU, tản nhiệt và RAM sang bên mainboard này nhé. Vâng, thế là mình đã hoàn thành xong cho công việc thay đổi từ mainboard Asus Prime H510E sang mainboard Asus TUF B560M Plus. Và bây giờ mình thực sự rất là muốn test để có thể gọi là trả lời cho những câu hỏi của những anh em, đó chính là liệu rằng con i3-10105F ở trong này nó có bị ảnh hưởng bởi cái con mainboard không, có chipset chúng ta chọn không? Liệu rằng là H510M có khác với cả B560M không? Chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu nhé. Dạ vâng, điều đầu tiên mà mình muốn test đó chính là Cinebench để mình có xem là liệu rằng với một mainboard tốt hơn thì chiếc CPU này có thể boost lên cao hơn. Ở đây là i3-10105F nhá. Kết quả chúng ta sẽ có đó chính là với Cinebench R15 thì sẽ đạt được đơn nhân là 182, còn đa nhân là 871, còn với Cinebench R20 thì đơn nhân sẽ là 429 và đa nhân sẽ là 2168. Nếu mà để so sánh thì khi mà mình lắp cái CPU này cùng với cả mainboard H510E thì cái con số nó chỉ giảm xuống là khoảng tầm 5% một chút mà thôi. Đó, thế nên là điều này có thể chứng tỏ được rằng là với chiếc mainboard TUF Gaming B560M Plus thì chiếc CPU i3-10105F này có thể boost lên một mức cao hơn hoặc là giữ ở mức boost đó với một thời gian lâu hơn. Vậy thì liệu rằng cái sự tăng trưởng về CPU như thế nó có ảnh hưởng tới hiệu năng chơi game hay không? Câu trả lời là đáng phải bàn cãi. Mình đã test những tựa game mà mình đã test lần trước với cả chiếc i3-10105F và mainboard Asus H510E. Với chiếc mainboard B560 Plus này thì chúng ta sẽ đạt được đó chính là Cyberpunk ở low là 50fps này, CSGO ở bức 2 là 156fps, Dota 2 ở best looking là 143fps, Battlefield 5 medium đạt được là mức 79fps, Free Fire mức thiết lập cao nhất là 60fps, Liên minh điện thoại ở mức thiết lập cũng cao nhất là 169fps và PUBG Mobile cao nhất là 60fps. Dạ vâng, với những tựa game AAA, những tựa game gọi là single player thì mức FPS thay đổi gần như là không có, hoặc nếu mà có thì nó rất là ít. Cái sự khác biệt giữa hai cái mainboard này khi mà gắn CPU này thì nó sẽ không quá là nhiều, đơn giản tại vì khi mà mình chơi những tựa game AAA thì cái yếu tố làm nghẽn đó chính là cảm màn hình của chúng ta cơ. Đó. Thế nên là nếu mà anh em chơi AAA thì có thể nâng cao cảm màn hình lên mà không cần phải lo lắng về vấn đề gọi là bị nghẽn gì cả. Nhưng với những tựa game multiplayer, những tựa game gọi là eSports đi
thì sẽ có những sự thay đổi, những sự khác biệt. Và đặc biệt ở đây đó chính là tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Đó, cùng với cả một cái gameplay thì cái mức FPS đã tăng lên là khoảng tầm hơn 10 FPS một chút, tức là cũng khoảng tầm 6-7%. Đó, và mình thấy rằng là có vẻ như là do cái sự boost cao hơn, cái mức sung cao hơn dẫn tới cái việc đó chính là game có thể load một cách nhanh hơn và cái cảm hình có thể load nhiều hơn. Đơn giản tại vì với những cái game multiplayer thì thường là cái yếu tố bị nghẽn thường sẽ là CPU. Đó, ok, vậy thì sau khi mà mình test những tựa game, còn một yếu tố nữa mình cũng vẫn muốn test nữa, đó chính là RAM, tốc độ của RAM. Mình muốn rằng xem là chiếc CPU i3-10105F này có thể lên được mức RAM bao nhiêu với hai cái mainboard này. Với cái trường hợp này thì mình đã gắn kit RAM của G-SKILL. Đây là kit RAM 16GB với bus là 3600. Với H510E thì nó có thể đáp ứng được ở mức 2113 này, ở 2400 này và 2666. Sau đấy thì Windows nó không boot lên nữa. Nhưng một điều cực kỳ bất ngờ với chiếc mainboard Asus Tough Gaming B560M Plus này thì mình test đến vô cùng luôn. Nó có thể lên được tận là 3600. Mình có test hẳn 1 tiếng đồng hồ, nó vẫn giữ ổn định ở mức đó. Đấy, vâng, thực sự rất là bất ngờ với chiếc CPU i3-10105F này. Bởi vì nếu mà anh em lên trang web của Intel ấy thì Intel chỉ khẳng định rằng là chiếc CPU này chỉ có thể chạy ở 2666 mà thôi. Thế mà lên trên mainboard này có thể lên tận 3600 lận. Rồi, đấy, vâng, đó là lý do tại sao mà chúng ta có thể trả lời được câu hỏi là tại sao chúng ta nên chọn H510E và tại sao chúng ta nên chọn B560M Plus. Với những trường hợp mà anh em không có nhiều tiền, chỉ có từng lấy mức tiền thôi, tức là ở đây là 1 triệu, khoảng dưới 2 triệu để mua chiếc mainboard, thì Asus Prime H510E lại là một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Mà anh em lại, ví dụ chẳng hạn chỉ chọn CPU i3-10105F chẳng hạn, đi kèm với cả cảm hình GTX 1650, thì con mainboard này có thể đáp ứng đầy đủ được. Hai khe RAM này, 4 cổng USB này, có khe M.2 để anh em gắn SSD cả PCIe 4.0 nhé. Và có thể đáp ứng được mọi thứ mà anh em có thể nhu cầu cơ bản. Còn nếu mà anh em có một cái gì đó cần yêu cầu cao cấp hơn, ví dụ như là chạy RAM bus cao này, 3200, 3600 này, hoặc là sau này có thể nâng cấp lên gọi là CPU i5, i7 hoặc i9 phiên bản không overclock, thì chiếc mainboard này cực kỳ phù hợp luôn. Asus Tough Gaming B560M Plus, với rất là nhiều các reviewer cả trong nước và nước ngoài, thì chiếc mainboard Asus Tough Gaming B560M Plus này là một trong những sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo, là nó sẽ nằm trong top 5 những chiếc mainboard B560 cơ. Đó, nó có thể nâng cân thoải mái được cả i5, i7, i9, không hề vấn đề gì cả. Nó còn có cả 4 khe RAM này, khe M.2 ở 4.0 này, PCIe cũng ở 4.0 nữa. Và chúng ta sẽ còn có thể cắm được đó chính là đèn RGB, tại vì chiếc mainboard này có Aura Sync cả 5V và 12V. Ngoài ra có những cái tính năng sự mình cảm thấy đúng là một cái sự nâng cấp rất là tuyệt vời, chỉ với mức giá là trả thêm 2 triệu so với chiếc mainboard H510E này mà thôi. Nếu mà anh em cảm thấy hứng thú với cái hai cái sản phẩm này thì mình sẽ để link ở dưới mô tả. Thực sự nếu mà với mức giá rẻ thì Asus Prime H510E rất là ok, còn 3.8 triệu mua con sắp gaming này cực kỳ tuyệt vời. Còn nếu anh em thực sự cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng xin cảm ơn các anh em đã xem video này và hẹn gặp các anh em tại một video sau.